Shop hàng Nhật điện xin chào các bác nhé. Giới thiệu cả nhà một chiếc máy rửa bát Nautiona hay còn gọi là Navon, cái dòng BM, một cái mẫu máy huyền thoại của hãng Messenger. Chiếc này thì hiện tại shop em đang bán với cái giá là 2,8 triệu bảo hành 1 năm. Tất cả các tình trạng máy hoạt động ngon lành, chuẩn chỉ, máy đã test ok. Máy sử dụng điện 100V coi nhé. Giá 2,8 triệu chưa bao gồm phí vận chuyển và chưa có biến áp. Các bác lưu ý là với một cái máy Nhật này thì các bác phải mua thêm một cái chiếc biến áp thì máy nó mới chạy được nhé. Cắm thẳng điện lưới 220V là không được đâu ạ. Máy đầy đủ các cái tính năng, các chế độ rửa tiêu chuẩn này, rửa mạnh các bác này, rửa nhanh, sấy riêng biệt, thời gian sấy các thứ đầy đủ hết nhé. Đấy. Có chế độ giữ khô bát đũa này, có hẹn giờ. Các bác nào có nhu cầu các ủng hộ với em trên Zalo nhé, trên Shopee nhé. Chào các bác.